Im. Chào thầy và các bạn, em xin trình bày bài tập 5 điều khiển 8 lít 7 đoạn đếm theo yêu cầu. Lít 1 2 đếm lên từ 0 tới 15, mỗi lần tăng một giá trị. Lít 7 8 đếm xuống từ 26 xuống 00, mỗi lần giảm hai giá trị. Các lít còn lại hiển thị dấu gạch ngang. Chú ý việc đếm lên và đếm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ. Em xin vỉ mạch. Vỉ mạch gồm nút chân reset nối về chân master clear của BC16F887, còn thạch anh nối lần vào oscilloscope 1 và oscilloscope 2. Các chân dữ liệu của 8 lít 7 đoạn thì nối vào chân chân C, còn các chân anode thì nối vào chân D thông qua các node hiển thị như một chân xích to 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8. Em xin vỉ lưu đồ. Ban đầu là bắt đầu khai báo thư viện, khai báo các biến, khai báo các bọt. Ban đầu ta cho E bằng 0, rồi xuống kiểm tra điều kiện. E mà nhỏ hơn bằng 15. Nếu đúng thì T xuống nếu đúng thì B sẽ bằng 26 trừ cho 2 nhân cho E. Còn nếu sai thì T kết thúc rồi lặp lại cho E bằng 0. Rồi B, khi B bằng 26 trừ 2 nhân E, xuống kiểm tra điều kiện. Nếu B mà nhỏ hơn 0 thì T sẽ lúc đó B sẽ bằng 0. T sức dữ liệu, lúc đó sức dữ liệu hiển thị lên sức dữ liệu hiển thị trên 8 lít 7 đoạn. Rồi tiếp tục e bằng e cộng 1 rồi quay lại nó e cộng e bằng e cộng 1 rồi quay lại kiểm tiếp tục vòng lặp kiểm tra vòng lặp e mà nhỏ 15, cứ lần lượt như vậy. T sẽ được lít 1 2 đếm lên từ 0 0 tới 15, còn lít 7 8 đếm xuống từ 26 xuống 0 0. Rồi phần viết code, em khai báo thư viện 16F887H, thạch anh MME HS. Khai báo dữ liệu hiển thị gồm 8 dữ liệu, dữ liệu 1 tới dữ liệu 8, mảng 7 đoạn gồm 10 phần tử từ 0 tới 9, mẻ 7 đoạn ngang bằng 0XBF. Rồi khai báo các biến EB. Rồi chương trình con hiển thị, khai báo IWS cho quy chạy từ 0 tới 30 để mắt người nhận biết. Rồi cho quét bằng 0XFE là 0B111110, cho vòng lặp cho y chạy từ 0 tới tới 8. Elbert D bọt quét C là dựng đây. Đây dùng để chọn một lít 7 đoạn hiển thị. Rồi Elbert C dữ liệu hiển thị y, y là sức dữ liệu hiển thị tương ứng với lít 7 để được chọn. Delay 2 giây. Elbert C bọt C bằng 0XFF là dùng để chống lim. Quét là quét dịch chuyển từ đây số 0 dịch chuyển dần sang trái. Rồi lần lượt y chạy từ 0 tới 8. Quét lần lượt 8 con. Quét từng lần lượt 8 lít 7 đoạn. Chương trình chính. Chương trình chính xét chích C bọt C bằng 0X0. Xét chích D bọt D bằng 0X0.
lập là khi for e chạy từ 0 tới 15. E chạy 15 là lúc đó b sẽ bằng 26 trừ cho 2 nhân cho e. Nếu mà e mà nhỏ hơn 0 thì lúc đó b nhỏ hơn 0 thì b sẽ bằng 0. Sức lần lượt dữ liệu ra, dữ liệu ngang thì có chỗ vị trí thứ hai, số b, số 4, số 5. Còn các vị trí một kho một vị trí số dữ liệu hiển thị vị trí số 1 là đây là hàng e, phần trăm cho mừ là hàng đơn vị của e. Ví dụ như 01, t sẽ được số 1, 02 được được số 2 được được số 2. Còn dữ liệu hiển thị vị trí số 0 là e sẹt 10 là hàng chục của e. Rồi là tương tự dữ liệu hiển thị 7 và 6 là hàng đơn vị của B và hàng B. Rồi T hiển thị ra màn hình. Câu tô lập mô phỏng. Mô phỏng. Đây chạy 01 tăng lên một đơn vị, còn đây giảm xuống hai đơn vị. Chạy đồng thời hai cái chồng. Bài của em lên xin được kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Yeah.